căn cơ về bộ mặt tạm quý và phật sự sắc nhìn danh cha và con và thánh thần Chúa cùng anh chị em anh chị em qua những tội mà dân do thái đã phạm chúng ta đã nghe tất là tội mờ công tử tội bất trung tội cư xử bất công và đạo công sản và là mỗi người chúng ta những tội soi mặt đó chúng ta có thể đang mắc những thứ tội mình bất trung với thiên chúa tôn thờ của cái vật chất tiền bạc địa vị sanh vọng cư xử bất công đối với người anh em chị em của chúng ta và sống đã thức giấc kiêm tốn xin Chúa tặng thứ cho chúng ta. Tôi vô nhân cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em tôi đã phạm tội nhiều thập tư tưởng lời nói miệng làm và những điều thiếu sót. Các ngươi sẽ phải ăn lương, ăn giáo,
Để Đức Chúa đã phán như vậy. Đó là lời Chúa. Tựa ngoài điều cũng quá là chẳng như không. Nhưng
các ngươi hãy nghe lời ta. Còn nếu các ngươi từ chối và phản nghịch, vì các ngươi sẽ phải ăn lương tăng giáo, mình đứng chú và phán như vậy lệnh chuyện. Như lời đó kẻ sang chúng ta, hãy trở về đừng đứng đọc. Và chính vì tội của chúng ta, các anh chị em, đừng đến để tu chủ chúng ta hãy tự từ trời tới, tự ý thân trong phẩm tử, tự trong trái tim, tuôn trào tình thương, tha thứ tội ta, tuôn tuôn tuôn. Vâng, Chúa đã chuộc lại chúng ta bằng giáo mẫu ở trên kinh Phật giáo, từ tội dẫn đến Phật giáo. Nhưng Phật giáo là Phật giáo của tình yêu. Vì vậy, từ tất cả của anh chị em, trước hết, thì xin gửi lên những cái tòa án mà Chúa Giê-xu đã bị điều tới sau khi bị bắt ở vườn Giê-xê-ma-ni. Trước hết, quân giữ đã điều Chúa Giê-xu đến dinh của các thượng tế. Các thượng tế và thưa hội đồng hội họp một cách vô ý quan để tìm cớ mà kết tội Chúa Giê-xu. Họ đưa ra nhiều tội, nhiều chứng cớ nào là ông này đã từng bảo phá hủy đền thờ ba ngày xây dựng lại, nào ông này đã vi phạm vào ngày sa bát của chúng ta, chữa bệnh vào ngày sa bát. Tất cả những điều tố cáo đó cuối cùng cái câu hỏi có phải ông là đấng Mêsia không? Chúa Giêsu trả lời phải. Sự bất công nói đó cay phạt kết thúc rồi. Anh là một người phàm mà dám phạm cổ thiên chúa, cho nên đáng tội chết. Vậy thì cái tội mà những người luật sĩ biện bãi thực tế quy kết cho Chúa Giêsu là tội gì? Tội phản tôn giáo. Nhưng như tất cả các anh chị em sâu xa đó là vì sao? Là vì ghen ghét. Vì ghen ghét Chúa Giêsu mà họ muốn mượn tay Pilato để giết Chúa. Bởi vì họ có quyền ra lệnh trong một đất nước bị đô hộ. Cho nên họ đã cho biểu Chúa Giêsu tới dinh Pilato, tòa án thứ hai. Họ quy kết tội Chúa Giêsu là gì? Cho Pilato, ông này tự xưng mình là vua Do Thái. Họ lấy một cái tội chính trị để ép cho Chúa Giêsu. Chứ còn nếu một cái tội tôn giáo thì làm sao Pilato có thể xử Chúa Giêsu được? Và Chúa Giêsu là vua chúng ta này, ông đã phỏng vấn Chúa mấy lần và thấy Chúa Giêsu vô tội. Nhưng cuối cùng ông lại trao Chúa Giêsu cho người ta bị đóng đinh. Tại sao vậy? Thế là bởi vì nếu ông tha Chúa Giêsu thì dân chúng sẽ nổi loạn. Và như vậy, đường đường là một tổng chức được sai biến để bình ổn dân Do Thái. Bây giờ dân nổi loạn và như vậy, ông sẽ bị mắc tội với Caesar. Mắc tội với Caesar có thể bị tù đầy, có thể bị mất chức, mất quyền, mất địa vị danh vọng. Cho nên ông đã làm lại. Vậy thì nơi tòa của Pilato chúng ta gọi đó là tòa án của cá nhân chủ nghĩa, của quyền uy lẫn lộc. Đường đường là một người nắm giữ luật pháp, nhưng ông đã trả đạt lên luật pháp để kết án người vô tội. Nhưng vì biết Chúa Giêsu là người anh linh, cho nên ông đã cho điều Chúa Giêsu đến trước dinh Herodê. Herodê, đây là Herodê Antipa, đã được lệnh chính dâu của mình lấy vợ của anh là Herodê Philippe. Khi gặp Chúa Giêsu, ông tưởng Chúa Giêsu là cho ăn tại giả, mà ông cho chết đầu sống lại. Ông muốn gì? Hãy làm phép lạ cho chồng xem, hãy chữa bệnh cho chồng đi. Nhưng trước dinh Herodê, Chúa Giêsu không mở một lời, Ngài im lặng không nói một lời. Để người cuối cùng biết là không được khai thác, không khai thác được Chúa Giêsu điều gì, cho nên trả Chúa Giêsu bệnh cho Pilato. Cái tòa án thứ ba
Dinh Kê-lu-bin đã tỏa đó là tỏa án của chồng người. Và các anh chị em, tỏa án thứ tư, khi Chúa Giê-xu bị trả lại cho Phi-la-tô, bây giờ không phải là Phi-la-tô đứng là người tuyên án mà dân chúng. Tỏa án của dân chúng. Tha ai? Tha Ba-ra-ba là tha Giê-xu. Tha Ba-ra-ba là tên tội phạm nguy hiểm. Tấm minh nó còn tỏ ra. Đó là những lời kết án của dân chúng. Dân chúng là ai anh chị? Dân chúng mà vẫn chưa có tác động công bố Chúa quản quý Chúa khi Chúa vào đền thờ Jerusalem. Dân chúng là những người mà trong số họ Chúa đã từng chữa lành bệnh hoạn tật quyền cho họ, đã từng nuôi bánh cho họ khi họ ở trong quan mạng. Bây giờ họ quay mặt đặt đứng. Tòa án này đã gọi đó là tòa án của vong ngân cổ nghĩa của ăn cháo đã bán. Nhưng anh chị, cái tòa án thứ năm không được kể ra, nhưng là đặt tòa án mà Chúa Giê-xu đau lòng nhất. Đó là tòa án của các môn đệ. Các môn đệ, những người đã từng chiến thuật xẻ cùi với Chúa Giê-xu, bây giờ cái thầy bị bắt thì bỏ hết. Và một người đã từng đề sống đề chết, cuối cùng cũng trốn thành. Một người trong nhóm đã đồng thầy với 30 đồng bạc. Cho nên đây là tòa án đau đớn nhất của Jesus. Tòa án của sự cô độc cô đơn. Chúa Jesus đã đi qua các tòa án. Tôi gửi đến năm tòa án đó để mỗi người chúng ta là người chị em, là người môn đệ của Chúa phải đi một đường phẩm giá mà Chúa đã đi. Đừng thấy chào văn sống trong ngày lễ ở nhà nguyện mắt ta khi ngày được bầu làm giáo hoàng, ngày nói gì là giáo hoàng, là hồng y, là sắc phục, là linh mục tu sĩ nam tân giáo dân. Nếu không có phẩm giá thì không phải là một đề. Cho nên ngày trở nên không có con đường nào dẫn ta lên trời, lên đỉnh Olympia ngoài con đường thập giá cây cối sọc cây vũ ngang, là chiếc thang nối trời có đất. Chúa đã đi, chúng ta cũng sẽ đi. Vậy những năm qua tôi vừa gần lên, mỗi người chúng ta lại sắp mình xem tôi cũng đang có tin những tòa án tạo. Có khi nào người ta ghen ghét tôi, ghen ghét gia đình tôi mà người ta vu oan giáo hòa cho tôi không? Có khi nào người chỉ biết gia đình của họ, cá nhân của họ mà họ bỏ rơi gia đình của tôi và tôi không? Có khi nào đã bị người ta đưa ra để làm trò cười cho người ta đã hiểu không? Có khi nào tôi đã nhất định kết nghĩa, lo lắng cho người ta, cuối cùng người ta cư xử với tôi bất công, bóc tân, bột nghiệp. Có khi nào đã đời tôi đã hy sinh, để rồi bây giờ về già nằm trên giường bệnh, họ bỏ tôi cô đơn cô độc. Ta đã đi qua các tòa án, các phủ, quý ông quý bà, những người lớn tuổi chắc có lẽ cũng đã trải nghiệm những tòa án ở trong cuộc đời. Và mỗi lần nhớ lại, biết đâu ta vẫn còn sung sướng sức phận trong lòng, ta sẽ làm gì đây? Phần thứ hai tôi muốn được chia sẻ với anh chị. Chúa Giê-xu đối xử thế nào với những người mà đã vu khống Ngài, cái đám người như vậy qua năm tòa án đó? Lời đầu tiên mà Chúa Giê-xu nói trên bảng giảng trong 7 lời quyết định. Lời thứ nhất đó, ở trong tin mừng của Thánh Luca đấy, lời cha xin tha cho họ, bởi vì họ không biết việc họ làm. Đấy là cách cư xử với Chúa Giê-xu. Ngài đã sống lời người gọi mà Ngài giảng trên núi Tam Môn năm xưa, đó là giữ các yêu thương và yêu thương kẻ thù. Khi đó Chúa Giê-xu nói với các môn đệ rằng,
anh em đang nghe lời người sư sinh thật, hãy yêu đồng loại và ghét kẻ. Còn thầy, thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược lại anh em. Thưa thương và anh chị, Chúa đã mời gọi mọi người chúng ta thực thi và sống cho đang yêu thương kẻ thù một cách triệt để. Điều này tương hợp với lời mà Chúa mời gọi chúng ta. Anh em hãy đi hoàn thiện như cha anh em trên trời là Đức Mặt. Chính Chúa Giêsu đã sống lời mời gọi của Ngài khi Ngài cầu nguyện cùng Thiên Chúa trên trời tha cho những người hành xử ác trong cuộc sống. Và trên thánh giá lời mời gọi của Ngài để cha xin tha cho họ. Ngài không chỉ là nói về những cái thánh giá mà Ngài đã sống suốt cả cuộc đời của Ngài. Có lẽ chúng ta ngưỡng ngàng về cách sống của Chúa Giêsu, về tình thương của Thiên Chúa còn lớn hơn tội lỗi của chúng ta biết bao. Dù tội ta có đỏ như son thì Chúa cũng làm cho trắng như thế. Nhưng tinh thần yêu thương kẻ thù là một đòi hỏi đối với người chúng ta. Đây là điều đặt trung tâm của Kỳ Tô giáo. Không phải là yêu thương nhau như thầy, mà phải yêu thương nhau như chính mình. Còn một lần nữa, mà yêu thương nhau như thầy đã yêu thương em. Bây giờ chúng ta đừng phải gọi lấy Chúa làm đối tượng để chúng ta sống yêu thương. Chúa sống thế nào thì ta phải sống như vậy, anh chị em. Đó là giáo lý cơ bản của người Kỳ Tô chúng ta. Theo thánh giáo của Christosomos thì yêu kẻ thù là bỏ mất tất cả mọi nhân đức. Sống đó là một đòi hỏi không dễ để anh chị em, là một lý tưởng mà ít người có thể đạt. Và từ đó người ta đặt vấn đề dễ dàng yêu thương kẻ thù có thực tế hay không? Dễ dàng này có đòi hỏi chúng ta vượt sức của mình không? Giả sử như là một người mẹ của đứa con bị giết là có thể yêu thương kẻ giết con của mình sao? Và có thể tha thứ cho kẻ đó. Chúng ta sẽ đi về đâu nếu chúng ta không chống lại sự dữ? Chúng ta sẽ đi về đâu nếu chúng ta tha thứ cho kẻ thù thay vì đòi hỏi có sự công bằng? Nhưng anh chị em, ta ngược lại, chúng ta sẽ đi về đâu khi chúng ta không nhân từ và không tha thứ? Nếu chúng ta trả thù kẻ gây ra những bất hạnh cho chúng ta bằng hành động xấu xa của chúng ta, là mắt đền mắt, răng đền răng, khi nhìn những kinh nghiệm làm đau thương và bị đứt của những hành động trả thù trong thế giới chúng ta đang sống, thì diễn ra yêu thương mời gọi chúng ta những người kính đó hãy có lòng nhân từ và chúng ta cần phải hành động thực hành lời của Chúa dạy chúng ta. Lời kinh lời cha mà chúng ta đọc hàng ngày nhiều lần, lời cha xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có tội với chúng con. Điều kiện để Chúa tha thứ cho chúng ta thì chúng ta phải đi bước trước tha thứ cho em chị em của mình. Nhờ đó mà biểu chữa lành có thể đến bao nhiêu tâm hồn đã bị khổ đau và đã gây ra biết bao nhiêu đau khổ. Thưa tất cả quanh chị em, thì xin phép giờ là một chút trong giáo lý của Đạo Phật. Trong tinh thần của Phật giáo, Đức Phật nhắc tới lòng từ bi vì xả với kẻ thù. Trong cuốn Ba Chánh Đạo, con đường đưa đến hạnh phúc, vị thiền sư Vanaraguna nói lòng từ bi đối với kẻ thù. Có người sẽ tự hỏi làm sao mà có thể từ bi đối với kẻ thù, làm sao mà có thể có một cách chân thật cầu cho kẻ thù của tôi được hạnh phúc, được bình an, được sức mạnh? Nếu không, chẳng phải là những lời cầu xin cho họ thì khó khăn thì hoàn làm sao? Và thưa tất cả các anh chị, để có thể thực thi lòng từ
thì Phật giáo đó phải từ bỏ tất cả. Cái rào cản lớn nhất đối với lòng từ bi đó là sân tập. Khi lòng ta chẳng đầy sân tập thì tâm của ta không có chỗ cho tình yêu đối với bản thân và đối với người khác, không còn có chỗ cho sự an bình. Người thì cố gắng để bảo trì cho các hướng dẫn của mình bằng cách hiểu rằng tôi có quyền hướng dẫn người khác tìm chấp nhất và sự dân thờ của họ một thời gian dài, và đôi khi dân thờ hàng năm, và cũng có nhiều người biểu lộ lòng thất thủ bằng những hành động chúc mặt, không cần biết cách bạn thể hiện lòng sân tâm thế nào. Nhưng tâm sân tâm rút ra một số điều làm hại chính bản thân của chúng ta. Với anh chị em, anh chị em phải xem khi mình giận dữ thì sao? Khi đó mình cảm thấy căng thẳng, khó chịu trong lòng mình, bụng nóng bừng, mắt mờ đi, và có phải lúc đó đầu óc ta trở nên tốt không? Lời nói của chúng ta tỏ cảm khó nghe không? Các bác sĩ bảo rằng thường xuyên biểu lộ sự sân hận mang đến những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe, cao máu, ác mộng, mất ngủ, đau dạ dày hay ngang tàng truy tìm. Vâng, lòng sân hận ghê gớm như vậy. Cho nên Đức Phật nói, khi ta thực hành tâm từ bi ta sẽ phổ biến thức dậy thoải mái và có những sức vươn. Trở lại với tâm yêu thương của chúng ta, anh chị em, Đức Kitô luôn là hình ảnh trước mắt của chúng ta, là mẫu gương sống tinh thần này triệt để. Trên thánh giá tin chúng ta chưa đủ để cha xin tha cho họ. Đây là lời đầu tiên, anh chị em. Lời này trong bối cảnh quân lính dẫn Chúa Giêsu tới cửa sổ và chúng ta tin ngài bằng thánh giá. Bên cạnh ngài hai tên giang phi cùng bị đóng đinh, một tên bên phải và tên bên trái. Sự kiện này đã được cả bốn tin mừng trình bày, song chỉ có Luca nhắc lại cái lời mà Chúa Giêsu mới nói: lạy cha xin tha cho chúng. Đời sợ ôn cô tha lở lên một cách đổi trọng, không kinh khủng. Nếu hành hình được tình thì ngoài thành cảnh, bởi vì vùng đất thánh được bao bọc chung quanh một khu vực thánh, cho nên không được làm ô uế bởi sắc của những người chết. Nhưng kẻ hành hình, kẻ bị hành hình bị treo lên để cho mọi người thấy, để răn đe người ta. Nhưng với Chúa Giêsu thánh chị, là có tội gì đâu, tại vì nó đi ra đi lên ra hay vì bị kết án tử. Điều này diễn tả một sự nhục nhã hết sức, nhưng đó là số phận của người tôi chúng đã hiến thân chịu chết, đã bị liệt vào hạng tội nhân. Chúa Giêsu bị liệt vào hạng phạm pháp, nhưng tội gì anh chị em? Không ai tìm thấy tội gì để kết án. Như ta đã nói, Philippi đã ba lần đều nói rằng tôi thấy người này vô tội trong thiên mệnh và thánh chúng ta. Thứ nhất, chúng ta trong tháng 3 câu 1, ta xét thấy người này vô tội. Lần thứ hai, chương tháng 3 câu 1, các ngươi nộp người này cho ta vì cho tạo tay kích động dân. Nhưng ta đã phải cung trước mặt các ngươi mà không thấy người này có tội gì như các ngươi không thấy. Và lần thứ ba, nhưng ông ấy đã làm điều gì ra hả? Ta xét thấy ông ấy không có tội gì đáng chết, ta sẽ cho đánh đòn tội phạm ta. Luca chương 23 câu 22. Thế nhưng người tất cả thấy chứ, dân chúng có đồng ý với Chúa Lăng không? Tin mừng đã cho chúng ta đánh lòng kiếm tập dân chúng. Để đôi khi là tôi phải lên tiếng, tôi vô can trong cuộc đổ máu người này mặc các người luyện định điều sao. Và họ nói gì? Máu hẳn vẫn đổ xuống trên đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi. Kính thưa quý bạn, thật sự là giả hoa và bất nhân biết bao.
thay vì tha thứ một người vô tội thì dâng lại ta một kẻ giết người Ba-ra-ba, giết nó đi thằng Ba-ra-ba cho chúng ta. Những tiếng khen đầy bằng lời và được màu bất nhất, tiếng khen một lòng ác tập đầy đức có thể của Phật giáo chỉ dành cho kẻ phạm pháp, tiếng khen của một thế giới đang từ chối Đức Giê-xu vì mua tích cực để theo một vị vua trần thế. Khi Phi-la-tô nói với họ, chẳng lẽ tôi lại đón tin vua không sao? Họ trả lời rằng, chúng tôi không có vua nào khác ngoài Caesar. Cho nên chúng ta thấy Chúa Giê-xu là nạn nhân của sự phục thẳng của những người có thể giao cho xã hội công giáo. Chúa đã bị đẩy vào mặt đất đầy sỉ nhục và phải đón nhận án tử hình của đám đông. Một con người vô tội tốt lành đáng lý phải được trân trọng, nhưng trước mặt người bất nhân đó họ kết án Chúa. Thập giá trên tội lỗi, Chúa Giêsu bị đóng đinh trong nơi đất chúa. Còn Thiên Chúa xuống thế là người ngay từ đầu khi trả lời đã ở trong cảnh nghèo nàn của nhân loại với một chiếc nạn quân quanh người nằm trong mặt họ. Khi chết bị treo trên cúc một tấm vải trắng để che mất, đấy là nhân loại cư xử đối với Ngài. Nhưng Chúa Giêsu đã mở lời chuyện này, dù Ngài phải chết một cái chết của tôi. Và tất cả những chuyện lời Chúa Giêsu xin tha cho họ. Đọc lại lời này, chúng ta ngạc nhiên khi Chúa Giêsu đã có cầu nguyện để xin Cha ra tay công bằng sự phạt cả các nhân thân này, mà Ngài lại cầu nguyện với Chúa Cha để xin Cha tha thứ cho họ. Tại sao vậy anh chị em? Tức là vì tình yêu, tha cho họ là tha cho họ. Họ chính là những tên lính La Mã, những người làm theo lệnh của Phi-la-tô đóng đinh Chúa. Họ là những người chỉ làm theo mệnh lệnh thôi. Những đòn roi đã thể hiện sự tàn bạo hung tợn, còn đám đông lầm lạc bị mê hoặc. Những kẻ ấy đã bắt truy xuống mặt chết và ép buộc Phi-la-tô xuống. Bọn người ấy chỉ vài ngày trước tung hô Ngài khi Ngài cải hoàn vào thành Jerusalem, còn bây giờ giã tâm giết chết Ngài thành chết. Thế nhưng Chúa Giêsu nói gì? Vì họ không biết việc họ làm. Đây là vế thứ hai của lời cầu nguyện, vì họ không biết việc họ làm. Nhưng làm sao Giêsu lại có thể nói họ không biết việc họ làm? Theo một góc độ nào đó thì họ phải biết việc họ làm chứ. Đó là một tội ác đầy trời, tội ác giết chết con của Thiên Chúa. Thế nhưng trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Chúa Cha xin tha cho họ, Chúa lại bênh vực nguyện cho họ bởi vì họ không biết việc họ làm. Vì thiếu sự hiểu biết, thiếu vô minh, cho nên họ đã đưa đến thành cho nên xin cha tha cho họ bởi vì họ không biết, bằng biết cho nên họ không đáng tội đâu. Đấy, thay vì kết án thì Chúa Giêsu lại đồng thời tha cho họ. Những lời Chúa Giêsu đã được vị tử đạo đầu tiên của giáo hội là Thánh Stephen, khi Ngài đem đá sự hiện diện của Sao sắp đến gặp Phaolô trở thành tông đồ dân mạnh cầm áo, và khi ném đá thì Stephano nói gì? Lạy Chúa Giêsu xin nhận lấy cuộc con. Rồi Ngài quỳ gối xuống kêu lớn kêu, lạy Chúa xin đừng chấp tội con. Rồi Ngài nói gì? Đức Thánh Cha ngày nay tôi mới sống đã suy niệm lời này. Đây là lời cuối cùng của Stephano so sánh với lời cầu xin tha thứ của Chúa Giêsu. Thánh Stephano đã tuyên truyền về Chúa Giêsu phục sinh và xin Chúa đừng quy tội những kẻ ném đá.
người hôm nay đó chính là một đường được đánh giá hoàng do Phô Lô Tha. Ngày 13 tháng 5 năm 1981, tại quán trưởng Thế Đô Ali Akka, một sát thủ người Thổ Nhĩ Kỳ đã nhắm vào nước cánh trang và bỏ một viên nổ trang chúa bằng tình cảnh hình trọng thương. Và sau khi hồi phục được đánh giá hoàng do Phô Lô Tha, tôi luôn cầu nguyện cho người anh em đã bắn vào tù. Và năm 1983, ngài đã đến tận nhà tù để thăm viếng và tha thứ cho Ali Akka. Và trong một lá thư đến gửi cho anh, Đức Thánh Cha biết tại sao lại bắn tôi khi cả ngày chúng ta đều tin và sự hiện diện của một Thiên Chúa. Anh cũng tin vào Thiên Chúa, tôi cũng tin vào Thiên Chúa. Và vào năm 2002, ngài đã xin tổng pháp lý cho anh được ấn sáng. Kính thưa quý ông bà anh chị, tôi là Thiên Chúa Phụ Thánh, vì tội lỗi của chúng ta, vì loài người chúng ta và hệ quốc độ chúng ta, mà con Thiên Chúa đã nhập thể làm người và chết trên thế gian. Trước tình yêu đó, mỗi người chúng ta sẽ cư xử thế nào khi chúng ta bị người ta đối xử một cách bất công, khi chúng ta bị người ta ghen ghét quan giám, khi người ta chỉ nghĩ đến cá nhân của họ thôi mà họ để mặc tôi và gia đình tôi, khi tôi bị người ta đưa ra làm trò cười cho thiên hạ, khi người ta không mất buồn ý hết đối với tôi và để tôi là nạn nhân. Và khi là nạn nhân thì tôi sẽ hối sinh. Có ai đến bây giờ mỗi lần tôi nghĩ đến đều mang vào trong tâm của tôi một sự xôn xao hạnh phúc mà tôi đã được nói không bao giờ tôi có thể tha thứ cho. Lời Chúa hôm nay qua chính Chúa Giêsu công đồng tiên trên thập giá, ta cũng can đảm và có sẵn sàng để tha thứ cho những người ta ghen ghét tận cùng. Khó có thể nhận, phải xin ơn Chúa, phải học với Chúa để chúng ta có thể nói lên những điều kiện hôm nay. Ước mong sao sau những tin tức này chúng ta phải và làm hòa với người mà đi ra cho ta đau khổ đó. Để những lời của Đức Thánh Cha Vasco nói trong tâm tập tương sống, khi chúng ta biết tha thứ cho người khác thì không biết họ có biết ta tha thứ cho họ hay không, nhưng chính ta là người được bình an. Vậy nếu ta cứ giữ lòng thật của ghen ghét thì chính ta là người bất an, chúng ta sẽ không có. Vậy thì bỏ cánh đi lâu mà không xứ làm gì. Giờ đây chúng ta cùng lắng tập bất ngủ ngoài để xem ta có ai mà ta nghe nghe thật. Nếu có, xin chúng ta làm chúng ta được bởi hòa giải.
ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Chưa chúng con khỏi những đam mê tiếp tục, để lòng chúng con biết cao khác những ân phúc với trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Amen. Con ta ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng, phải đáng và đem lại những tu đủ cho chúng con. Chúa đã được ân định cho con ngay Chúa một thời gian đặc biệt để phục hồi sự trong sạch các tâm hồn, để khi lòng chỉ được thoát khỏi những tâm tình bất chính, con ngay Chúa sử dụng mùa tay trong qua mà gắn bó hơn với những cơn tay bền vững. Vì thế cùng với các thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và cung hô rằng: Xin ban cho những kẻ đã nhận những con Chúa được sống
Xin Chúa cũng như đến nay chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại vào mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên lâu hòa trong mẹ và tâm thần những tội chúng con đã đi chẳng thân tình thương của Chúa. Xin đón nhận thầy được qua đường ánh sáng công nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Thiên Đức Ba Nhan Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và Trọng Ban Đức Chi Tư, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đặt lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các thầy chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chỉ nhờ người với người và cho người mà mọi danh dự và vinh quang đều vinh về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lời Chúa cứu thế và theo lời nguyện dạy chúng ta giáng nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha vì đến, vì Cha thể hiện dưới thân cùng như trên trời. Xin Cha xin quay hương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đồng lòng thương tu dung, chúng con sẽ luôn luôn con quay cùng nỗi và được an toàn qua ngoài biên hoang. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Xin Chúa đừng cấm tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin tội tư ban cho hội thánh được bình an và nhập nhất theo thánh y Chúa. Chúa hằng sâu và nhận trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ngự cùng anh chị em. Hello.
chúng ta sống đầy đủ. Lạy Chúa, Chúa ban ơn buổi sáng chúng con trong tiệc thánh này, xin cho chúng con ngày càng sống thánh tiến và luôn tin tưởng vào lòng Chúa khoan dung. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chiều mai của những tâm cuối cùng sẽ có phần bi kịch và vui, và sau đó sẽ có phần chia sẻ với Chúa như bình thường. Mời kêu bài trẻ của chúng ta tham dự. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ sắp chúc anh chị em đi và một đêm bình an.